Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của VN Review. Vào sáng ngày hôm nay ngày 13 tháng 2 thì Ủy ban Y tế Hồ Bắc Trung Quốc cho biết tỉnh này đã ghi nhận số ca nhiễm virus corona trong ngày 12 tháng 2 là 14.840 ca và số người chết là 242 người. Và chúng ta có thể thấy đây là một con số kỷ lục từ trước đến nay, gấp gần 10 lần so với số ca nhiễm mới của ngày hôm trước đó. Tổng số ca nhiễm trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đã lên đến gần tới 60.000 ca nhiễm. Và theo như Ủy ban Y tế Hồ Bắc, số ca nhiễm mới tăng vọt được cho là đến từ sự thay đổi trong các tiêu chí xác nhận bệnh nhân nhiễm mới được tỉnh này áp dụng từ ngày hôm nay, ngày 13 tháng 2. Tuy nhiên là không có sự thay đổi nào được công bố về tiêu chí xác nhận người tử vong do virus. Vì vậy, đây là sự tăng chưa từng có tiền lệ. Từ tuần trước đó, thì truyền thông Trung Quốc cũng đã cho biết là Hồ Bắc sẽ chấp nhận các kết quả xét nghiệm bằng chụp CT đối với virus corona, cho phép là bệnh viện có thể tách ly được các ca nhiễm nhanh hơn. Và tỉnh đồng thời cũng cho biết sẽ xem lại số các trường hợp cũ và có nghi ngờ là nhiễm corona hay không. Trước đó thì với việc thiếu các thiết bị kit RNA đã khiến việc xét nghiệm và phân loại bệnh nhân ở tỉnh này bị chậm đi. Ủy ban Y tế Hồ Bắc đã tiến hành rà soát tất cả các trường hợp nghi nhiễm nhưng chưa được xác nhận ở thời điểm trước đây. Và sau đó thì đã thay đổi dữ liệu của cơ quan để bao gồm thêm các trường hợp được chẩn đoán lâm sàng trong số liệu hàng ngày. Chẩn đoán lâm sàng ở đây chúng ta có thể hiểu là chỉ cần phát hiện bệnh nhân có các triệu chứng do virus corona gây ra như khó thở, sốt cao là sẽ ghi nhận dương tính với virus corona. Đối với 242 trường hợp tử vong được ghi nhận và 135 trường hợp là được bổ sung từ cách tính mới. Do đó trong số 14.840 ca nhiễm mới có 13.332 trường hợp là được bổ sung vào danh sách theo cách này. Đối với 242 trường hợp tử vong được ghi nhận thì cũng có 135 trường hợp là được bổ sung từ cách tính mới. Trước đây thì theo như cách tính cũ, bệnh nhân phải được xét nghiệm và xác nhận dương tính với virus corona trước khi tử vong mới được ghi nhận. Còn ở thời điểm hiện tại, bất kể bệnh nhân có nhiễm virus corona hay không thì vẫn coi là dương tính với virus corona. Chính quyền Hồ Bắc giải thích là với việc đưa các bệnh nhân vào chẩn đoán lâm sàng vào danh sách ca nhiễm mới là để cho những người này được tiếp cận dễ dàng và được điều trị sớm. Như vậy, với sự thay đổi mới về cách tính thì số ca nhiễm và tử vong do virus corona đã tăng vọt lên tới 200% so với ngày trước đó. Và VN Review sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến dịch corona. Vậy các bạn nghĩ sao về cách tính mới này của Ủy ban Y tế Hồ Bắc? Hãy để lại comment ở phía dưới video clip này nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau.